Ngày 29 tháng 10, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra mắt điểm hiến máu cố định Chữ Thập Đỏ tại địa chỉ số 466 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 2, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, nhà khách Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, chi nhánh phía Nam. Điểm hiến máu cố định tại trụ sở 466 Nguyễn Thị Minh Khai được ra mắt và đi vào hoạt động với quy mô gần 300m², cùng với các trang thiết bị, máy móc đầy đủ. Sau khi đi vào hoạt động, đây là lựa chọn, điểm đến lý tưởng cho những người hiến máu tình nguyện trong khu vực quận 1, quận 3 và những quận xung quanh với mong muốn thường xuyên được đóng góp, chia sẻ những giọt máu nghĩa tình đến những người bệnh. Đến nay, thành phố Hồ Chí Minh có 4 điểm hiến máu cố định, gồm 466 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 2, quận 3, 106 Thiên Phước, phường 9, quận Tân Bình, Bệnh viện Truyền máu huyết học và Bệnh viện Quốc tế Minh Anh.